cái bữa thì cái dây đai á là theo chưa đúng à, theo các loại khác nhau này. Cho nên là cần phải thực hiện cho nó nghiêm ngắn gì đó là chung với nhau. Nên treo á, là treo theo á, là lần lượt từ cái dài đến cái ngắn. Đó là như vậy thì muốn mỗi lần muốn lấy thì phải treo lên tới đó gỡ ra. Đấy, nó là như vậy. Làm sao cho nó thuận tiện đúng không? À, cái này cần sắp xếp cho nó khoa học hơn chút xíu. Để làm gì? Khi mà mình cần mình lấy á, là mình lấy được ngay. Nguyên nữa là có cái cây lấy à, cho nó dễ. Rồi từng cái từng loại như vậy á, thì đừng có cột vô cái dây, mà mình á, là đóng cái đinh xong là dán ở bên dưới cái đinh nhé. Để làm gì? Để nó cố định từng cái loại dây nó cố định. Để mình biết là gì, khi mà cái loại nào mà nó hết á, mình nhìn vô đó mình biết ngay. Xếp lại, sắp xếp cho nó ngay ngắn lại nha. Cái to là cái to, cái nhỏ là cái nhỏ, cái cụ để lộn xộn như thế này nha. Rồi cái nào mà đang còn chạy tốt, cái nào đó để riêng, cái nào mà chờ sửa chữa để riêng. Bây giờ có để lớn rồi, các bạn cũng biết là cái nào đó là tốt, cái nào đó là cần phải sửa nha. Đó, bây giờ em đứng như thế này em làm có phải dễ hơn không? Thoải mái hơn. Cần thiết lấy ghế cao là ngồi. Đó, lúc nào mọi chân ngồi xuống.